Trưa nay để hầm với đu đủ mà. Để đi hầm đu đủ. Còn là cái này là kho tiêu. Kho tiêu ngày thôi. Chắc là kho tiêu ngày mà. Ok các bạn. Ngày nè, bỏ vô. Đường vô bạn. Ốc phải tính đắt hòn. Đường. Mắm. Còn được mắm chứ không có còn muối. Tiêu. Tiêu à. Rồi chọn cầm chân thấm chân vàng lên để chân thấm chụp thịt đá kho kho tiêu đá kho cam vào bỏ vô đi. Giờ lấy ga ra luôn, hết ga, giờ không có tiền đổ ga. Giờ chung củi. Trời ơi, khổ quá. Đây là một củi. Tiền không có tiền đổ ga nè. Làm việc tốt không bơm, làm việc tốt không có tiền. Nấu ga mà hết ga em dùng chạy củi nóng. Trời ơi. Ta có tiền đi đổ ga, tôi có tiền đâu đổ ga. Cầm tức bơ cứ lắm bạc làm ra một. Đừng chạy củi nữa bạn. Ta không có chạy hết ga được chạy củi. Giờ đi nhúng lửa. Cho nhà dưới chưa cắt được nhà dưới nữa. Chỉ đặt không không khổ nấu mà hết ghê nó chừng gì nè. Tiêu thêm nữa bạn, tiêu bỏ tiêu nhiều trên trái đó. Bỏ vô đây luôn thì nhóc luôn. Thank you.